Chào Nhật, xin chào các bạn nha. Em vừa dọn xong con TM5 lên sóng bao luôn này. Con đã làm vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, hình thức làm trắng đẹp. Con nhìn máy làm rất là đẹp nhé, mã số 26, từ nóc cho đến lưng tôn. Đường tôn này khá phẳng phiu. TM5 series là 0282 đời 2011. Các tính năng full tính năng luôn. Nước rửa về tiêu chuẩn nước nóng 80 độ. Chưa chỉnh rửa. Nóng. Tất cả các máy Nhật này đều rửa với nước nóng 80 độ các bác nhé. Thì các bác hoàn toàn yên tâm. Rửa cực sạch. Một con TM5 khá là đẹp luôn. Trước này em bán là 3 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa vô biến áp. Bạn nào có nhu cầu alo nhé. Chào các bạn.